Dạ vâng, xin giới thiệu quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay em Việt lại về một chiếc xe Kia Morning, xe sản xuất 2016 Kia Morning 2 chỗ, hay thường gọi là Kia Morning Van ấy. Xe nhập khẩu ấy. Xe tên tư nhân, rất là đẹp. Em sẽ quay tổng thể chiếc xe để cho quý anh chị có thể thấy. Biển 103-07-29D. Xe thì như con này đồ đạc họ cũng lên tương đối đơn giản, cũng không lên nhiều quá, lên vành với cả gập gương, chứ còn thì ghế thì cũng chưa có, thì sau thì chưa có. Thời điểm này thì đăng kiểm nó cũng hơi khó nên là chủ xe họ cũng không lên quá nhiều đồ chơi. Có một bộ vành và một bộ lốp rất là mới, em đi đường nó bật lên chưa, lốp rất là mới, không có con bông luôn, lốp mới lắm, một dàn lốp mít mới. Đăng kiểm thì cũng còn tương đối, đăng kiểm còn đến cuối năm rồi. Còn nội thất của chiếc xe như Kia Morning Van thì quý anh chị đã biết thì nó cũng không có quá nhiều thứ để mình vô ra, đơn giản nó chỉ là một chiếc xe hai chỗ, không có quá nhiều thứ để khô ra. Quan trọng là người ta đi tìm xe mua Morning Van, người ta tìm cái xe mà chất lượng tốt và máy móc các thứ nó nguyên bản thôi, chứ còn đồ đạc thì mình lắp thêm nó cũng không đáng kể. Keo chỉ thì máy móc thì vẫn lúc nào em cũng đặt lên hàng đầu, vẫn rất là ok, không có. Sau nó một cái thảm này, không có gì. Cốp xe, cốp xăng nguyên bản hết mọi thứ. Sơ cua rất là mới, lòng rất là đẹp, xe không lỗi, rất là đẹp. Xe này thì em đang chào bán 239 triệu, giá tốt nhất thời điểm hiện tại, vì hiện tại thì người ta toàn chào bán 245-250. Em thì xe này em mới mua, hôm nay là ngày 22 tháng 5, em mới mua chiếc xe này nữa đó. Giá nó cũng sẽ tốt hơn những người đã mua từ thời điểm trước. Trần thì rất là sạch sẽ. Thời điểm trước thì nó cũng đắt, thời điểm này làm xe cũng rất là căng thẳng. Nay mua thì là rẻ, nhưng mai có người khác mua rẻ hơn mình thì nó lại là thành đắt thôi. Xe nội thất rất là đẹp, rất mới, vô lăng củ số cũng đẹp. Làm cụ số rất là đẹp, các phím bấm các thứ nó vẫn còn rất là sắc nét. Đăng kiểm thì còn đến tháng 10, tháng 23. Rất là đẹp. Em sẽ quay tiếp cái phần máy nhé. Cabo vẫn còn zin nhé, cabo zin. Máy đây, máy vẫn còn zin nhé, keo chỉ zin. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin phổ biến lại một chút. Hôm nay em về chiếc Kia Morning Van số tự động, sản xuất 2016, tên tư nhân. Hiện tại em đang bày bán chiếc xe này tại số 18 phố Thành Thái, phường Dịch Vọng Hậu. Mọi người quan tâm xin liên hệ với em Việt qua số điện thoại là 0969 461221. Em bán giá cũng rất là hợp lý, 239 triệu.
có lọc lá chút ít cho anh chị em đến xem xe và nhiệt tình. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.